điện thoại giá rẻ hôm nay lại về cho mọi người này tầm đầu tiên là mình giới thiệu tới em cây juni hát TikTok nha một cây máy mới new nguyên siêu luôn mọi người hôm nay mình mới về nè em này thì có tới hai màn hình thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha nếu mà mọi người đập hợp ngoài thị trường đó em này nó lanh quanh khoảng tầm cỡ 8 triệu mọi người mà bên mình bán có hơn 3 triệu chưa được nửa giá so với họ bán thì cũng cực kỳ hợp lý nha đặc biệt mình còn bảo hành cho anh em là 3 tháng một đổi một Em này thì có RAM sẽ là 4 bộ nhớ trong 64 GB, màn hình là kích thước 6,5 in inch, có một cái màn hình phụ phía sau khá là đẹp nha. Camera là 48 chấm. Đây. Nguyên nguyên siêu nha. Nếu mà mọi người thích chơi game giải trí thì mọi người có thể tham khảo em này. Đây là Nubia Red Magic 9 Pro nha mọi người. Một con máy có cái bộ nhớ RAM 12 256 và có À, con chip nắp là gần 8 gen 3 cực kỳ mạnh mẽ nha em này thì viền màn hình được làm rất là mỏng viên pin của em này tới sáu nghìn rưỡi luôn nha chơi game giải trí thì cực kỳ hợp lý có một cái quạt tản nhiệt khá là lớn giúp cho con máy luôn mát mẻ nha máy này phun bóc đẹp như thế này nè phụ kiện zin này mọi người bên shop mình đang bán cực kỳ hợp lý cho anh em nha chỉ với mức giá lên quanh 15 củ hơn nha mọi người Samsung Galaxy Z Flip 4 một con máy màn hình khá là đẹp luôn màn hình gặp nha đây. Ngoại hình đẹp 98 mọi người. Samsung thì nó làm camera chụp hình có chống rung rất là nét luôn mọi người. Đây. Bộ nhớ trong 128 phiên bản chính hãng. Ngoại hình em này thì 98 nha. Có trầy nhẹ. Thiết kế hai mặt kính khung viền kim loại. Có một cái màn hình phụ phía ngoài nữa nha. Bên mình đang bán chỉ có hơn 5 củ thôi. Samsung Galaxy S22 Ultra hàng Việt Nam 11 triệu 2 mọi người. Em này có viên pin là 5 000 camera quay phim chụp hình chống rung khá là tốt ram 8128 nha máy đẹp ken như mới luôn nha mọi người như mới luôn nha chỉ có 11 củ 2 thôi Samsung Galaxy S21 Plus mã hàng nha, RAM 8256 sở hữu một cái màn hình kích thước là 6.7 inch, độ phân giải là Full HD Plus, tần số quét 120 Hz nha. Cây này thì bên mình bán chỉ có 5 củ 350 thôi. Samsung S21 FE mọi người, máy đẹp keng 99, con này thì RAM 8 RAM 6 bộ nhớ trong 128, màn hình là 6.5, tần số quét 120 Hz AMOLED nha. Con này thì bên mình đang bán chỉ có 5450 thôi mọi người. Oppo Reno 8 5G nha, bên shop mình đang bán chỉ có 4350 cực kỳ hợp lý. Em này có cục sạc nhanh 67W, chip Dimensity uh, chip Dimensity 1003 nha, màn hình AMOLED, camera chụp hình quay phim cực kỳ tốt mọi người. Pin pin em này cũng được 5000 thoải mái xài hơn 1 ngày nha. Sony Xperia 1 một mắt 4 nha, một con máy quốc tế 2 sim chỉ có 7 củ thôi. Em này thì sở hữu một cái màn hình lên đến 4K 6.5 inch, RAM 12 256, camera thì cực kỳ sắc nét hợp tác với Zai nha. Samsung Galaxy A35 5G mọi người, con này thì thiết kế bằng vi khung viền kim loại mặt lân kính pin 5000, kích thước màn hình là 6.6 inch nha, máy đẹp như mới luôn mọi người, còn bảo hành tới tháng 5 2025. Camera sau là 50 chấm quay phim chụp hình khá là đẹp luôn nha Khung viền bằng kim loại nè, cực kỳ chắc chắn Màn hình em này cũng có thằng số quét 120 hệ chip, NAP, chip Exynos 1380 Bên shop mình đang bán chỉ có 6 củ 2 Xiaomi Mi 11 Ultra một con máy có thiết kế cực kỳ đẹp và cao cấp luôn với mặt lân kính khung viền kim loại, màn hình kích thước 6,81 inch nha, độ phân giải là 1,5K, màn hình cong tần số quét 120 Hz, hiệu năng đi kèm con chip nắp ra gần là 888, camera sau là 50 chấm nha, zoom lên đến 120x luôn mọi người. Con này bên mình đang bán chỉ có 6 củ 950 thôi. Xiaomi Mi 14 Ultra một con máy siêu phẩm chụp hình. Con này đang đứng đầu bảng về chụp hình luôn mọi người. RAM là 12, bộ nhớ trong là 256 GB, viên pin thì 5000, màn hình tràn viền 4 phía luôn nha mọi người. Camera sau là 50 1 in đến từ Leica, loa thì cực kỳ hay, hai loa luôn nha. Màn hình khá là đẹp. Bên mình đang bán cái này chỉ có 18 cũ nha. iPhone 14 Pro Max mọi người, bản 128 GB hàng Việt Nam. Đây, pin em này thì còn 83 nha, nguyên zin luôn mọi người ngoài wow, hình đẹp 98 bên shop mình đang bán chỉ có là 18 củ xấu nha iPhone 13 hôm nay đã có hàng này mọi người iPhone 13 máy rất là đẹp luôn nha pin còn 90 nguyên zin iPhone 13 bên shop mình đang bán cây này chỉ có 9 củ 7 thôi Ngoài ra thì shop mình còn hỗ trợ anh em trả góp không đồng ship call đi toàn quốc và giao lưu trao đổi máy nha